Hello, mến chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong video hôm nay. Thì hôm nay mình chia sẻ về những cái cách mà để đổ ra con gà trống đạt hiệu quả, đổ ra nhiều trống và tỷ lệ nó đều hơn. Thì cái đây là cái những cái cách này mình chia sẻ, anh em cô chú có thể xem tham khảo nha. Trên nói chung là có rất là nhiều cách để mình đổ ra nhiều trống và nó tỷ lệ nó đều trống hơn, nó không có bị dựa hoặc là không có bị không trống. Thì sau đây là những cái cách như vậy. Khi mình đổ thì những lưu ý như vậy: một là cái con số lượng gà mái với gà trống thì số lượng gà mái không quá nhiều, chẳng hạn như một cái chuồng đổ mình là từ 2 đến 3 con gà mái, hoặc là 1 đến 2 3 con gà mái, 3 con gà mái đổ lại, không không nên nhiều quá cho một con gà trống. Có nghĩa là ba con cho một con gà trống là ok rồi, đừng có quá ba con. Nói chung là gà mái nhiều nó rất là nhiều nguyên nhân, nó làm bể trứng đẻ chồng, và nó gà trống nó sẽ đạp không đều, và con gà trống rất là dễ si, và nó sẽ đổ ra con không đều, và tỷ lệ tính ra mình số lượng gà mái nhiều nhưng mà cuối cùng số lượng con nó không không nhiều bằng số số lượng ít gà mái. Thì cái cách cách mà để cho nó con gà trống đạt hiệu quả thì trước tiên mình phải nuôi, để cho gà trống nhiều thì trước tiên mình phải nuôi nè, nuôi cái con gà trống như cái chế độ ra cái chiến trường, mình nuôi chế độ nó bài bản vậy. Nói chung là nuôi chế độ đầy đủ mồi màng dinh dưỡng nghệ bọng, cũng nói chung là nuôi con gà sao mà cho nó sung nhất, sung nhất là thường xuyên mình nuôi chăm sóc, cứ đò để vô đạp máy xong rồi mình bắt ra mình nuôi chế độ cũng quần chuồng nhẹ, tập thể dục thể thao, tắm phơi nắng này kia, thì mình nuôi vậy là nó sẽ đạt hiệu quả. Thì cái cách này, những cái cách này thì mình chia sẻ nó rất là tốn thời gian, nhưng mà nếu mà anh em cô chú làm mà được thì nó sẽ rất là đạt. Với cái gọi cách thứ hai nữa là chế độ dinh dưỡng như gà trống như thế nào. Thường thì mình sẽ nè cho gà trống ăn trứng 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 hột vịt lộn nè, rồi cút lộn nè, thì một tuần từ 2 đến 3 lần. Nói chung là 2 lần là cũng ok rồi, một tuần từ 2 đến 3 lần, nhưng mà 2 lần là ok rồi, 3 lần là nó cũng hơi bị nhiều ha. 3 lần thì mình sẽ là giảm cái số lượng lại trong một lần ăn. Thì trứng hột vịt lộn nè, hột gà, hột cút lộn, và sâm Hàn Quốc. Sâm Hàn Quốc, cái sâm Hàn Quốc thì sâm Hàn Quốc thì này ở quầy thuốc tây có bán rất là nhiều loại sâm, thì mình mua đúng sâm Hàn Quốc là sẽ ok hơn. Và cái là phọt ma tông, phọt ma tông thì cái này nó là cũng dạng thuốc bổ cho bên thuốc tây đó, thuốc bổ, nó dạng thuốc bổ. Thì phọt ma tông đó thì cái này anh em nuôi chế độ ai cũng biết, này cho gà nó uống thì rất là sung. Nói chung là sâm với phọt ma tông thì cái này cho gà trống uống rất là sung. Và mình cũng nuôi thêm chế độ, nói chung là chế độ qua chiến trường sao hiện gà trống mình nuôi vậy, mình có thêm một số cái như vậy đó là nó ok. Khi nếu mà để nuôi để mình đổ gà trống đạt á thì lưu ý là nhớ là không quá nhiều máy, không nhớ là không quá nhiều máy. Còn có những cái cách như vậy nữa để đạt, hay chẳng hạn như mình muốn đạt thì cái này nó phải tốn thời gian nha anh em cô chú. Có thể làm gì, thiết kế cái chuồng chẳng hạn như ba con gà mái ha, ba con gà mái thì mình thiết kế là một chuồng một con gà mái, có nghĩa là cái chuồng đừng quá rộng, quá rộng cũng dở lắm, nó vừa thôi. Một chuồng một con gà mái và cái chuồng thứ tư hoặc là một cái con gà trống đó, có nghĩa là bốn chuồng. Thì chẳng hạn như cử sáng, buổi sáng thì mình nuôi gà ở chế độ không, thì cho nó vô đạp, cho vô con gà mái đầu tiên đạp đạp xong, hoặc là bắt gà mái qua cái chuồng gà trống cho nó đạp cái, rồi mình bắt liên tách tách giữa gà trống gà mái nó riêng hoàn toàn luôn. Rồi cái buổi trưa thì mình có thể mình không để chung gà mái gà trống chung xuống nha, mình chỉ cho đạp rồi mình tách ra liền. Rồi hoặc là mình đem đi đi, đi vô nuôi chế độ nào đó tùy mình, hoặc là mình nuôi ở chế độ riêng đó cũng được. Rồi tới buổi trưa thì mình cho gà mái thứ hai, rồi tới buổi chiều mình cho gà mái thứ thứ ba, nhưng mà mình không cho nó ở chung với nhau. Rồi xong đó mình đem con gà trống ra thể mình nuôi chế độ theo theo như mình nuôi đó. Thì cái cách này á, nó sẽ tốn cho mình rất là nhiều thời gian. Thời gian là mình phải bỏ qua ba cái thời gian đó để mình cho gà trống nó đạp, và cái thời gian cái số lượng mà chẳng hạn như máng ăn máng uống nó sẽ gấp đôi. Rồi chẳng hạn như ba con hoặc là hai con gà mái vô một chuồng á, một
gà tống chuồng chuồng luôn, thì nó chỉ có một món ăn món uống à. Còn này thì tới bốn chuồng thì đương nhiên là sẽ tốn thời gian, hình mình phải bốn cái món ăn bốn bốn uống mỗi chuồng đó, nên nó sẽ tốn thời gian mình hơn, nhưng mà cái hiệu quả thì nó sẽ đạt hơn. Nhưng quan trọng là cái phọt hoa tông nè, cái sâm Hàn Quốc nè, và cái trứng cút lộn hoặc là hột vịt lộn nó sẽ ok hơn là cái trứng cút lộn. Thì cái này thì mình để nên là luộc chín nha, trứng trứng cút lộn và hột vịt lộn thì nên luộc chín rồi cho nó ăn đó, mình nhét nhét vào cho nó ăn thì nó rất là sung. Gà trống thì lưu ý là khi mình nuôi gà trống sao mà chế độ sung là ok, sung rồi. Rồi ngoài cái đó thì cái những cái con gà mái á, mình cũng phải cho ăn uống đầy đủ nhiều vitamin vào, vitamin để trứng được to dày thì nữa gà con nó chất lượng hơn. Còn nếu mình cho ăn không đầy đủ thì đương nhiên nó gà con nó cũng không chất lượng đâu. Cái trứng nó hơi to bự, chứ trứng mà nhỏ quá đi, gà mà gà gà mà cái trứng nhỏ quá thì là cái chứng tỏ cái hàm lượng dinh dưỡng của mình cung cấp cho gà mái nó không đủ đâu. Đó, thì để cho con gà nó đầy đủ dinh dưỡng thì cái gà mái nó cũng phải tốt, đầy đủ dinh dưỡng thì nữa gà con nó sẽ ok hơn. Quan trọng nhất là mình nhớ một cái là mình nuôi con gà trống ở chế độ gà gà chiến nha, thì nó sẽ sung nhất thì nó đạt. Chứ còn mình thả mình đổ mình nhốt cái suốt con gà trống gà mái chung chuồng luôn thì cách đó thì đương nhiên thì cái đó đổ rất là nhiều, anh em cũng làm rất là nhiều do không có thời gian. Còn anh em muốn muốn làm đạt thì làm như như mình nói nãy đó, thì cứ mình một lần buổi sáng con, buổi trưa con, buổi chiều con, vậy là ok đó. Nhưng mà cái này đương nhiên phải tốn thời gian rồi. Còn cái trường hợp mà nếu mình đổ kiểu kia thì nó cũng dạng trung bình, nó không có xuất sắc hơn đâu. Còn chịu chịu khó làm như vậy là sẽ đạt liền. Rồi thôi, video ngắn mình chia sẻ trò chuyện đến em chú bác vậy. Mến chào anh em chú bác, hẹn gặp anh chú bác ở những video sau. Nếu thấy video mình hữu ích thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký những chuông báo để nhận những video sớm nhất của mình tải lên.